Nét đẹp chùa Xá Lôn, hay còn gọi là chùa Chén Kiểu ở Sóc Trăng, có tên Khmer là Do Luông, thuộc hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer. Ngôi chùa là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, được du khách thập phương biết đến với chất liệu thiết kế, trang trí đặc biệt từ bát, đĩa, chén. Đến tham quan du lịch tỉnh Sóc Trăng, quý khách có thể đến chiêm bái ngôi chùa cổ linh thiêng này. Chùa Xá Lôn hay còn gọi là chùa Chén Kiểu tọa lạc tại xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nếu du khách xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách 228 km, sẽ mất khoảng 5 tiếng đồng hồ đi xe để đến chùa Xá Lôn. Quý khách có thể đi theo đường quốc lộ 1A hướng về phía Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Chùa Xá Lôn nằm bên quốc lộ 1A, chỉ cách thành phố Sóc Trăng 12 km. Chùa Xá Lôn mở cửa đón hàng ngàn khách hành hương mọi ngày trong năm. Nơi đây đặc biệt đông đúc vào những dịp lễ Phật. Phật giáo Nam Tông Khmer đã có mặt ở Nam Bộ từ rất sớm và gắn bó với sự phát triển của vùng đất Nam Bộ, với nhiều dấu ấn văn hóa tạo lập trên các phương diện tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngôn ngữ. Phật giáo Nam Tông Khmer luôn giữ một vị thế quan trọng trong tâm thức của người Khmer. Cộng đồng người Khmer ở Nam Bộ có những nét văn hóa đặc thù, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Phật giáo Nam Tông Khmer qua nhiều thế kỷ. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, Phật giáo Nam Tông Khmer đã lan truyền, bén rễ và thẩm thấu một cách tự nhiên trong đời sống xã hội của người Khmer ở Nam Bộ, góp phần hình thành nên sắc thái văn hóa truyền thống của vùng đất Nam Bộ. Giá trị cốt lõi trong hệ phái nguyên thủy mang tính biệt truyền này đã đồng hành cùng dân tộc Khmer và hòa quyện trong văn hóa Khmer, làm nên bản sắc riêng khó trộn lẫn với bất kỳ văn hóa của tộc người nào khác. Trong suốt nhiều thế kỷ tồn tại và phát triển tại Nam Bộ, Phật giáo Nam Tông Khmer với hệ thống triết lý đồ sộ cùng các nghi thức tế lễ hoàn chỉnh đã thẩm thấu sâu đậm trong cộng đồng dân tộc Khmer. Phật giáo Nam Tông Khmer trở thành điểm hội tụ về lối sống, phong tục tập quán của người Khmer. Nền tảng giáo lý của Phật giáo nguyên thủy chứa đựng toàn vẹn trong Phật giáo Nam Tông Khmer đã truyền tải những chuẩn mực, giá trị luân lý đạo đức đời thường như từ bi hỷ xả, cứu khổ, cứu nạn, vô ngã vị tha, giữ gìn trai giới và báo hiếu trong đồng bào Khmer. Trong mối quan hệ gắn kết đó, ngôi chùa Khmer giữ vị trí trung tâm cốt lõi. Chùa Khmer vừa là biểu tượng văn hóa, vừa là nơi kết nối văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer. Người Khmer sống trong Phum, Sóc, đa phần đều là Phật tử. Trong lịch sử, ngôi chùa Khmer vừa là trường học, nơi tiến hành các hoạt động giáo dục, vừa là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Phum, Sóc. Hiện nay, trong thời hiện đại, mặc dù vai trò của ngôi chùa có phần giảm sút hơn so với trước kia, song nó vẫn giữ được vị trí quan trọng nhất định trong đời sống xã hội của người Khmer. Ngoài các chức năng thuần túy tôn giáo, các ngôi chùa cũng đặc biệt chú trọng mở rộng sự quan tâm cho các hoạt động hướng đích xã hội, phục vụ đời sống cộng đồng. Trong khuôn viên các ngôi chùa, ngoài nơi thờ Phật ở chính điện và các công trình phục vụ cho hoạt động nghi lễ tôn giáo cũng như đời sống tu hành của sư sãi, còn có các công trình khác phục vụ thiết thực cho việc tu học và các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của đồng bào. Rõ ràng, giá trị văn hóa của Phật giáo Nam Tông Khmer đã được chất lọc, hòa quyện và thẩm thấu trong văn hóa Khmer, tạo nên nét văn hóa riêng biệt và phong tục tập quán, lối sống độc đáo của dân tộc này. Sự tiếp nhận và phát triển Phật giáo Nam Tông Khmer chính là nhân tố quan trọng tạo nên sắc thái văn hóa mang đậm dấu ấn Phật giáo, trong đó ngôi chùa là điểm hội tụ, là cầu nối liên kết Phật giáo với cộng đồng. Lược sử của ngôi chùa này, chùa Chén Kiểu còn có tên Khmer Ất Do Lâu, thường gọi bằng tiếng Việt là Xá Lôn. Cái tên này được lấy theo con rạch nước trong làng vào thời xưa. Cũng như những ngôi chùa ở Sóc Trăng, chùa Chén Kiểu nằm gần nơi cộng đồng người Chăm, Hoa và Kinh sinh sống. Vì thế, ngôi chùa luôn hội tụ văn hóa của cả ba dân tộc này. Năm 1815, chùa Xá Lôn được dựng từ lá, cây đơn sơ. Tính đến nay đã có hơn 200 năm lịch sử. Thế nhưng trong thời gian diễn ra chiến tranh, dưới sự tàn phá của bom đạn, ngôi chánh điện nơi đây đã bị hư hại nặng nề. Sau nhiều lần xây dựng, trùng tu, đến năm 1969 chùa đã được dựng lại kiên cố với nhiều công trình lớn, chánh điện, nhà tăng, tháp bảo, phòng để sách kinh. Tại sao chùa lại có tên Chén Kiểu? Chùa Xá Lôn ở Sóc Trăng mang cái tên Chén Kiểu vô cùng thú vị cũng vì một lý do đặc biệt. Ngay từ ban đầu, vì chiến tranh khiến chùa không có kinh phí tu sửa và thiếu vật liệu nên các vị sư đã nảy ra sáng kiến là sử dụng chén, đĩa ốp lên tường. Nguồn nguyên vật liệu xây dựng đầy sáng tạo này đến từ công đức quyên góp của bà con trong Phum, Sóc. Ở thời điểm đó, ý tưởng trang trí chùa bằng chén, đĩa giúp tiết kiệm một khoản kinh phí rất lớn. Đến thời điểm hiện tại, đây chính là phong cách thiết kế đầy ấn tượng góp phần mang tên tuổi chùa Chén Kiểu vang xa khắp các tỉnh thành miền Tây. Cũng từ đó, cái tên Chén Kiểu ra đời. Chùa Xá Lôn ở Sóc Trăng thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, chiêm bái mỗi năm. Bên cạnh sự linh thiêng, ngôi chùa này còn nổi tiếng bởi kiến trúc đẹp cùng không gian rộng nhiều cây xanh. Ngắm nhìn những kiến trúc độc đáo, đẹp mắt trong bầu không khí trong lành, dễ chịu, lắng nghe những điển tích xưa của Phật Thích Ca khiến cho lòng người thanh tịnh, hướng về nguồn cội. Chùa Xá Lôn mang nét đẹp đặc trưng của những ngôi chùa Khmer. Cổng chùa Xá Lôn có xây ba ngôi tháp, tháp chính giữa có màu vàng truyền thống của kiến trúc chùa Khmer, bên trong đặt một pho tượng Phật, tường bao quanh chùa được tô điểm,
trang trí hình tiên nữ áp xa ra múa, tượng trưng cho thái bình, no ấm. Lối vào chùa đặt hai hàng tượng thần ca ở Ino, tượng có khuôn mặt tiên áp xa ra, thân hình là của chim thần Garuda. Sự kết hợp này mang ý nghĩa sắc đẹp vĩnh hằng và sức mạnh. Chính điện chùa Sa Lôn có dạng tam cấp, nếp mái nhỏ dần lên đỉnh chóp cao vút. Mái chính điện được trang trí vô cùng tỉ mỉ với nhiều họa tiết, màu sắc sặc sỡ. Đặc biệt, mặt tường sau của ngôi chính điện được trang trí bởi các mảnh chén, đĩa kiểu vỡ công phu và đẹp mắt, gây ấn tượng mạnh với du khách đi chiêm ngưỡng. Bên trong chính điện đặt một bàn thờ và chỉ thờ Phật Thích Ca. Bên cạnh đó có tới 20 tượng Phật lớn nhỏ với nhiều thế đứng ngồi khác nhau. Tất cả các bức tượng Phật ở đây đều quay về hướng đông. Theo quan niệm tôn giáo của người Khmer Nam Bộ, Phật ngự ở Tây nhìn hướng đông là để ban phúc cho chúng sinh. Đó là nghệ thuật kiến trúc độc đáo và mang giá trị tâm linh của người Khmer. Nét đẹp kiến trúc chùa Sa Lôn còn nằm ở 16 hàng cột chống mái, được trang trí sặc sỡ. Hai bên tường còn có tranh vẽ cuộc đời của Phật Thích Ca. Giữa sân chùa có cột cờ rắn thần Naga Xe năm đầu, được thiết kế theo điển tích rắn xe đầu che mưa cho Phật Thích Ca. Người Khmer còn tin rằng tổ tiên của mình là mẹ rắn, bởi vậy biểu tượng rắn thường xuất hiện trong chùa của người Khmer. Khu vườn Phật Thích Ca nằm phía sau chùa, trong vườn có nhiều tượng Phật mô phỏng cuộc đời Phật Thích Ca, từ khi ra đời, tìm chân lý, giác ngộ rồi nhập cõi Niết Bàn. Chùa Sa Lôn, chén kiểu còn có nhiều hạng mục như bức tượng Phật nằm, cột cờ hình rắn thần Naga xòe năm đầu, khu vườn mô phỏng quá trình Phật Thích Ca giảng đạo và nhập Niết Bàn. Bên cạnh đó, chùa Sa Lôn còn là nơi lưu giữ những hiện vật, tác phẩm điêu khắc gỗ độc đáo, quý hiếm. Một trong số đó nổi bật có phần gia sản của công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy gồm tủ cần xà cừ, trường kỷ, hai chiếc giường ngủ. Câu chuyện về chiếc giường bí ẩn. Bên trong phòng trưng bày của chùa chén kiểu có hai chiếc giường của công tử Bạc Liêu. Một giường có mặt đá cẩm thạch dùng cho mùa nóng, một giường bằng gỗ giá hương dùng cho mùa mưa. Theo lời đồn, hai chiếc giường này có giá trị gần chục tỷ đồng. Nguồn gốc hai chiếc giường này xuất phát từ nhà công tử Bạc Liêu. Trước đây, ông đã thuê thợ tốt nhất làm ra hai chiếc giường này rồi mang chúng về Việt Nam. Chính công tử Bạc Liêu đã tặng chúng cho chùa. Với những người tu học theo Phật giáo Khmer đa phần đều theo hệ phái Nam Tông. Họ xem cái xác bên ngoài chỉ là vỏ bọc, tâm hồn bên trong mới là yếu tố quyết định nên một con người. Trên đây là những nét đẹp chùa Sa Lôn ở Sóc Trăng, mang lối kiến trúc điển hình của văn hóa Khmer, khuôn viên rộng rãi, tươi xanh. Chùa Sa Lôn là một trong 18 điểm du lịch nổi tiếng nhất của tỉnh Sóc Trăng. Nếu có dịp, du khách có thể đến nơi đây để tham quan, chiêm bái, chiêm ngưỡng tận mắt bức tường được trang trí sắc sảo từ chén, đĩa kiểu của chùa Sa Lôn.